phát hiện nứt vỡ tại cầu kính cao nhất Việt Nam ở Lai Châu, nữ du khách hoảng hồn đăng lời cảnh báo. Ngày 11 tháng 2, tài khoản TikTok Lily đăng tải đoạn clip du lịch trải nghiệm cây cầu kính nằm ở vị trí cổng trời thuộc đỉnh đèo Ô Quy Hồ, địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Trong clip được đăng tải, Lily và chồng phát hiện một ô kính nhỏ có những vết nứt vỡ. Ban đầu, đôi vợ chồng tưởng nhầm đây là hiệu ứng nhằm tăng thêm sự trải nghiệm cho du khách. Tuy nhiên, sau một hồi kiểm tra thì phát hiện đây là hiện tượng nứt vỡ thật. Đôi vợ chồng hoảng hốt đồng thời cảnh báo mọi người nên cẩn thận và chú ý quan sát khi đến đây du lịch. Đoạn clip được chia sẻ khiến nhiều người lo lắng, bởi nếu không được thay thế sớm thì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho du khách. Được biết, ban quản lý khu du lịch nơi có chiếc cầu kính này đã nắm được thông tin vụ việc. Cây cầu kính cao nhất Việt Nam này nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, sàn kính được lắp ghép bởi 3 lớp kính dày 2cm. Tổng độ dày mặt kính là 7cm, lối đi rộng khoảng 5m với chiều dài 50m. Tính từ thang máy đến vách núi Sa Thạch của dãy Hoàng Liên, đây là một trong những điểm check-in thú vị cho du khách trong thời gian gần đây. Rất may sự việc chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bên dưới video, nhiều dân mạng còn lạc quan để lại bình luận: hiệu ứng này khá giống với phương Tây, ý tôi là Tây phương cực lạc. Hiệu ứng này giúp người chơi đăng xuất khỏi trái đất luôn đó. Vỡ thật nhé, nhưng kính dán an toàn hai lớp cũng không sợ, nhưng vẫn nên thay sớm để lâu nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.